nay thì tìm ra cái bộ bánh nha. Sáng hôm nay là đầu tiên sẽ là một cặp vòng đây, cái này là vòng vàng 24k, cái này là vàng ống trơn nha quý khách nha, ống trơn mà bên trong là có đế, một chỉ một vòng nha quý khách, đẹp lắm. Cái này có khóa luôn nè. Đây, cái này là vừa đeo đẹp vừa đeo của nha quý khách nha. Vòng này là nhà em có từ một chỉ nè cho đến một lượng nha, không khóa và có khóa thì có hết luôn. Dạng ống là có đế bên trong, cái khóa nè, dạng đẹp, ống trơn và có ống và có bảng chạm đó nha quý khách nha, chạm hoa văn hay là chạm rồng phụng cho mấy cô dâu á, đẹp lắm. Vòng và siêu phẩm tiếp theo là một bộ đồ bộ hàng cao cấp. Cái này là hàng đồ bộ mà Kim Thảo vừa mới nhập về thì nhà em có đủ màu như quý khách nha. Cái bộ này là bộ đá hồ vua lo nha quý khách này. Đây à, cái đá vuông nè, đá vuông này là màu xanh, cái màu xanh này là màu xanh ve chai nha, nó rất là khó tìm nha quý khách nha. Màu xanh này rất là đẹp luôn mà, một vuông chỗ nào ra hai sọc tấm nha. Cả bộ khách nhẫn nè, bông tai và dây mặt nữa nha. Đây, xinh lắm. Cái dây dắt ý này là cỡ khoảng một chữ ha, một chỉ rưỡi, chỉ rưỡi thứ sáu. Cái này vừa đeo đẹp dễ thương, vừa có thể là đeo phong thủy. Bộ này rất là cưng, một bộ như vậy là cỡ tầm 4-3 là chưa tính dây nha, thêm cái dây nữa là cỡ tầm 6 chỉ cho quý khách. Xuất sắc luôn, cái màu rất là đẹp, màu ve chai nhìn vừa lạ. Những cái sản phẩm này bây giờ em bỏ hộp cẩn thận cho chị đem về ha chị ha. Chị ơi, em rất là cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị hôm nay được sự đón nhận này, được sáng sẽ sâu đi dạ. Em kính chào quý khách nha, trưa hôm nay em có chị Duyên qua sắm nữ trang nè. Chị Duyên lựa nguyên một bộ đá pha lê nha, dây với lắc nè, thêm bộ hộp ngọc trai nữa. Đây, mẫu này là mẫu ngọc trai cao cấp bên em luôn á, dạng giọt nè, dây liền mặt luôn, đeo cực kỳ sang luôn nè. Dạng dây là tim trơn nè, đó, có những hàng tấm muốn lựa nhẹ nè, sang nghe chưa. Chị lựa thêm một cái nhẫn đeo thường ngày nữa, nhẫn kim tiền đó. Nhẫn kim tiền đang xem bộ hộp đá nha, thêm bộ pha lê nè, này dây pha lê, pha lê là đang xen bi vàng móc máy, đeo sáng ấm luôn á. Cái này mà đeo thường ngày, còn cái này mà đeo đi tiệc rồi á, đẹp, nó lắc đi bộ luôn. Em đeo cho chị Duyên nha, chị đeo nào, đeo dây này. Giờ dài chị trắng cái đeo trời đẹp ghê, nhẫn luôn hai chị ha, nhẫn đeo không nào, lắc luôn. Đó, nhẹ nhàng này sao cưng quá à. Bộ này cũng mua bên em luôn đúng không, đồ chị Duyên đây, sản phẩm này chị Duyên mua bên em này, bữa nào nguyên bộ đá đỏ hoa đỏ luôn. Chị giá nguyên bộ sản phẩm mới của chị là 32.200.000 ha. Em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em chào quý khách nha, trưa hôm nay em có chị đẹp chị ở Long An lên sắm nữ trang nè. Chị lựa 3 bộ xi men, để em đeo cho chị nha. 3 bộ xi men, bản này là bản 3 ly nha. Mẫu này là mẫu Vinh Hoa Phú Quý nè, này đeo sáng cực kỳ chị nè. Ba bộ này của chị là một lượng tư, hơn gần lượng rưỡi. Tay chị đeo suông đẹp quá nè, đang xem từng đường giặt bi này chị, đeo sáng ánh luôn á. Chị giá nguyên bộ nữ trang này của chị là 52.400.000 ha. Em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị nhiều nha. Em cũng chào nha, em đang sắm xi men nè.
Vậy là 4 bộ, bản này là bản 2 rưỡi nha. Đây là bộ, mỗi này là bộ chữ lớn nữa. Anh Mạnh lấy luôn cái chữ này là chị bẻ xéo qua nha. Bẻ xéo cỡ nào cũng được hết, đừng có giật cho anh. Đây chữ của em là phun cát nè, đang xen hình những đường giặt bi tròn nè, đeo cực kỳ sáng luôn. 4 bộ này của chị là một lượng 85 phân nha. Và chị giá bộ này là 68.300.000. Em gửi chị hóa đơn nha, cảm ơn chị nhiều. Em chào quý khách nha, chiều hôm nay em có mẹ con cô Phương với chị Cầm ở Sắm Nữ Trang nè. Đây, cô Phương lựa một cái dòng bính bi ba hàng nha, cực kỳ sáng luôn quý khách ơi, mẫu này là không ngừng hết bên em luôn á. Trọng lượng của cái dòng này là một lượng mốt hơn á. Cô còn lựa thêm một cái nhẫn kim tiền đeo chung nữa nè. Kim tiền là đeo may mắn tài lộc luôn, kim tiền ngày vàng, kim tiền bảng nha. Đeo đơn giản từ ngày đeo nó cũng dướng díu, mà làm công việc nó cũng dễ. Đây con đeo cho cô nha. Dạ chú ơi, con hỏi những cái gì cô ơi. Hay không? Này, cái này có đeo cái nào? Cái này luôn. Cái này không giữa. Giữa. Giữa con. Mình để đeo thử cái nào? Thử cái này. Đeo thử cái này mà thử cái này nọ. Quá trời đường xinh luôn nè. Chị ơi, chị đeo luôn không? Chị còn lựa thêm một cái dòng bính bi luôn, ba hàng, nhưng mà dạng bi bụng nha, cái giữa là bi lớn nè, dọc dọc xuống là bi nhỏ đều luôn. Cái này của chị nè, chị lựa thêm một cái nhẫn Chanel châu, quá trời cưng luôn, Chanel châu tắm nè, và có nhẫn oval nè, oval dạng kiểu, thêm một cái dây kim tiền nữa, dây Hồng Kông xuất kim tiền nha, đó đều luôn, quá trời đẹp luôn. Chị ơi em mượn tay em đeo cho nha. Đeo luôn ha. Đeo luôn. Khỏi à, đeo đi chị. Vàng mới mua mình phải đeo liền cho nó may mắn vậy nè. Này, nhẫn này đeo cái nào? Này hả? Bán này thì được nhau, cái còn cái thằng cái này đó bạn ơi. Này có thằng dây dây không? Dây dây. Rồi, cái em để rồi đó chị nha. Cái tú này chị em nè. Rồi chị giá nguyên bộ sản phẩm này của chị là 75.200.000 ha. Em gửi chị hóa đơn. Rồi, cảm ơn chị với cô nhiều nha.